tỉnh lại. Máu quá trời. Tới. Tỉnh lại kìa, tỉnh lại kìa. Anh có sao anh? Nhà nó đâu? Nhà nó đâu? Nhà nó đâu? Anh có giới điện thoại ai không? Cẩn thận, cẩn thận. Sao anh? Anh ơi, nhớ số điện thoại của người thân không? Anh ngồi đợi xíu đi, xe cũng muốn tới, đưa anh đi. Nha. Xe sắp tới rồi. Anh. Ủa chị Đào, anh Đông tới chưa em? Anh Đông? Sáng giờ em đâu thấy đâu. Ở nhà cô không có, mở tiệm bánh cô không có nữa. Alo chị hai, anh Đông cô không có tiệm bánh luôn. Dạ. Em cũng không biết anh đi đâu nữa. Mà chị với anh hai đừng nói gì với tía hết nha. Em nghĩ là ảnh đi loanh quanh đâu đó thôi. Dạ. Mà chừng nào ảnh về nhà chị gọi điện báo cho em biết liền nha. Dạ em biết rồi. Đi đâu không biết nữa. À, không có gì đâu, em cứ làm việc nha. Làm gì đứng ngơ ở đây đây? Chị biết tôi hả? Biết sao biết? Tôi nhớ cậu rõ dữ lắm, bữa bên nhà ông Mười chứ đâu. Nhà ai? Nhà ông Mười, tiệm giặt ủi sáng mai. Ủa? Mà tôi nhớ bữa đó cậu ra quay lắm mà làm gì bữa nay mặt khờ khờ vậy? Tôi làm gì bên đó? Tôi không biết. Ủa mà sao chán bị gì vậy? Đừng nói bị nhiều đó mất trí nhớ nha, không nhớ tôi nha. Chị cho tôi mượn cái điện thoại được không? Ủa, điện thoại cậu đâu? Tôi để quên ở nhà rồi. Mượn điện thoại hả? Để làm gì vậy? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi. Mà làm gì mặt ngơ ngơ, tôi nghi quá. Mượn xong mà trả nha. Tôi Đông nè. Ừ. Tới đây đón tôi liền đi. Tôi gửi định vị cho cậu. Rồi chưa? Tiền. Hả? Tiền. Tôi
Một lát sẽ có người trả cho chị. Trời ơi, làm gì một lát? Tiền gọi xong phải tốn tiền. Thì chị đợi tôi một xíu đi, có người tới trả tiền cho chị. Đợi đâu? Ngay tại đây. Không có là tôi qua nhà ông Mười tôi lấy nha. Còn không nữa thì mai mốt ông nói với sáng mai á, mai mốt tôi qua giặt đồ á, giảm giá cho tôi nha. Được không? Giặt đồ sáng mai? Ừ, tiệm giặt ủi sáng mai. Sáng giặt mai có mặt. À, vậy đi. Tôi đi trước à. Sáng mai ông Mười. Sáng mai ông Mười. Xin chào tất cả hội đồng quản trị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái dự án xây dựng hôm tay của công ty. Thì như những lần trình bày trước thì tất cả mọi người cũng biết là cái dự án này là cái tính rủi ro rất là thấp và cái lợi nhuận thu được rất là lớn, trong khi đó là cái tính ổn định cũng khá là cao. Để mọi người hiểu rõ hơn thì ở đây tôi có thu thập một số thông tin. Đây là những con số cụ thể để mọi người có thể tham khảo. Và sau đây để mọi người có thể dễ hình dung hơn về cái dự án lần này thì tôi sẽ mời mọi người xem qua một số thông tin hình ảnh. Đây, đây tất cả là những cái phương thức thi công của dự án. Xin cảm ơn tất cả hội đồng quản trị. Đó là những gì mà tôi muốn thuyết trình cho mọi người biết. Và trong cái dự án này thì tôi tin là chắc chắn sẽ thành công. Nhưng để thành công thì chúng ta cần phải có một người quản lý dự án để thực hiện nó được tốt. Tôi biết là mọi người đang nghĩ là anh Đặng Phương Đông sẽ là người thực hiện dự án này. Bởi vì anh Đặng Phương Đông là một người có tâm với công việc, lúc nào cũng hết mình. Và đặc biệt anh là người có tài. Nhưng tôi biết có tài thì thường sẽ có tật. Tật ở đây là gì? Tôi phát hiện được anh Đông có những mối quan hệ với những người, những thành phần xấu trong xã hội. Chắc mọi người hoang mang. Nhưng được rồi, xin mời mọi người hãy nhìn lên màn hình. Đây, đây chính là những thành phần xấu trong xã hội. Và để mọi người thấy được con người của anh Đông là như thế nào, tôi xin mời mọi người nghe những gì mà những người này nói. Xin kính chào tất cả mọi người. Tôi á là Rau Rau. Còn em là Mỡ Mỡ. Sở dĩ hôm nay hai anh em tụi em á làm cái clip này là để tất cả mọi người đứng lên về tụi em. Đó chính là một người đang ngăn cản trên con đường thành công của tụi em. Không ai khác, đó chính là anh Đông. Anh nghĩ làm sao anh kêu tụi em ra bắt con tin mà không thấy con tin nào để bắt hết. Mọi người nghĩ đi, đó có phải là sự sỉ nhục trên con đường thành công của em không? Mọi người nghĩ đi. Mọi người nghĩ hành vi của tụi em là sai trái hả? Không, không hề. Cái hành vi của tụi em mặc dù là sai trái nhưng không sai trái bằng cái việc anh Đông, anh đã thuê tụi em ra mà không có người để tụi em bắt, mà mặt anh cũng không có đó luôn. Rồi tiền á thì anh chuyển mới có 30% thôi, 70% còn lại anh cũng chưa chuyển luôn. Mọi người hãy đứng lên vì tụi em đi mọi người, để đền lại những tổn thương và thể xác tinh thần của tụi em. Thôi, tới đây thời lượng clip cũng đã khá dài rồi. Cho em xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người có thể giúp em like, share và subscribe cho cái clip này được đến với mọi người được không ạ? À, tiện đây, em xin cảm ơn tới một anh. Đó chính là anh Mọi người thấy đó, đây chính là những cái thành phần xấu xã hội. Và cũng là bằng chứng, chắc chắn tôi sẽ đem cái bằng chứng này để đưa lên công an giải quyết. Ai đâu, có khi nào nó báo công an không? Trời, mày giỡn hả dân chơi?
Nó mà dám báo công an, tộc hại hết. Bây giờ tôi xin phép được tiếp tục. Khoan đã. Em ấy. Xin lỗi mọi người, thay mặt cho chủ tịch hội đồng quản trị ông Đặng Phương Thành, tôi xin tạm dừng cuộc họp tại đây. Kim Hy, em nói cái gì vậy? Sao? Anh định trèo lên chức giám đốc chứ gì? Đi đâu hả nói? Anh buông ra coi anh làm cái gì vậy? Buông ra coi. Để tiếp tục dự án thì mời mọi người uống nước ha. Sao anh dám phản bội anh đâu? Không, thật sự là... Anh im đi, tôi nói cho anh biết. Anh là đồ tiểu nhân cơ hội. Coi như tôi hiểu rõ con người anh rồi. Không, cái mấy... Sếp ơi, sếp không. Sếp có điện thoại nè. Điện thoại cái gì? Tôi đang gấp không thấy hả? Nhưng mà người trong đây muốn gặp sếp. Alo. Rồi. Dạ, em biết rồi. Dạ. Gọi lúc nào không gọi, tự nhiên gọi ngay lúc này. Phước à, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Dạ, yên tâm em sẽ làm những gì. Anh nói gì thì nói lẹ đi, đừng có làm mất thời gian của tôi. Tôi còn phải đi tìm anh Đông nữa. Cái gì? Anh đã đi tìm mấy tháng nay không gặp. Em mới về nước, biết đâu mà tìm. Bởi vì anh mới mặc kệ ảnh, rồi leo lên ghế giám đốc ngồi đúng không? Em nói dễ quá, đâu phải muốn leo là leo đâu. Trong công ty mà rất là phức tạp. Em còn nhỏ biết cái gì mà nói. Với lại hả, em cũng biết. Tính của Đồng ơi rất là thất thường. Cái gì mà ổng không thích á, ép không bao giờ làm. Biết đâu á, là ổng đang đi du hí với em nào. Nè, anh đừng có nói bậy. Thôi anh không nói nữa. Anh biết á, là lúc nào Đông cũng là số 1 trong lòng em. Mà sao tự nhiên đợt này về em không báo cho anh biết trước? Tôi đâu có ngu. Báo cho anh biết để mét ba mẹ tôi hả? Mà tôi không hiểu tại sao bác Thành có thể đưa ra một cái quyết định kỳ cục như vậy nữa. Tóm lại là anh đừng có xạo tôi. Anh biết anh Đông ở đâu đúng không? Anh nói là anh không biết ở đâu. Nếu như mà anh biết Đông ở đâu á thì làm gì cái buổi họp ngày hôm nay. Em giỡn không tin anh chứ gì. Được, bây giờ anh về khách sạn trước đi. Khi nào mà anh tìm được Đông á, anh sẽ liên hệ với em liền. Được, nhưng mà tốt nhất anh đừng để tôi biết anh giỡn trò. Nếu không á hả. Càng lớn càng kỳ cục. Nghĩ sao người ta làm giám đốc khui xăm banh, mình làm giám đốc khui toàn thuốc súng không? Thiệt, ba má đặt tên nghiệp chứ làm gì cũng bị quật hết. Anh có phải là anh Đông không ạ? Ừ. Cậu là ai? À, em là trợ lý của anh Nghiệp. Anh Nghiệp kêu qua đây đón anh nè. Nghiệp đã không đón tôi. Và anh Nghiệp bận đi họp với các cổ đông rồi ạ. Cậu nói cái gì? Họp với cổ đông hả? Dạ đúng rồi. Đưa về công ty gấp. Mình đi anh. Xe từ đâu? À, một lát nữa họp xong á thì anh Nghiệp sẽ lấy cái xe đó đi công tác luôn á. Gọi taxi cho tôi. Đừng lo, em sẽ tìm anh Đông cho chị. Chắc chắn là khi ông về đây, ông sẽ hỏi là tại sao biết ông mất trí nhớ mà không đưa ông về. Mình trả lời sao đây? Thì mất trí nhớ thì mất luôn đi, bày đặt nhớ lại làm chi vậy không biết. Vì
Bây giờ mình phải... Ủa anh Đông, anh Đông nè. Anh ơi, sao anh đi lâu về quá vậy? Bây giờ mới được gặp anh luôn á. Bây giờ mới được gặp anh. Hôm qua mình còn nói chuyện với nhau mà. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu dám chủ trì một cuộc họp? Tại sao mà anh bị thương ở trên trán vậy? Đó là chuyện của tôi. Bộ anh không nhớ gì hết hả? Nhớ chứ. Cậu làm việc tức trách. Đích thân tôi phải đi làm và bị tai nạn. Tôi nhớ từng tội, từng tội, từng tội của cậu. Bây giờ thì trả lời tôi, tại sao cậu dám chủ trì một cuộc họp? Nói. Hên quá, cậu không nhớ gì hết. Trời thương mình rồi. Anh Đông ơi, thật sự là em cũng khổ tâm lắm. Từ lúc mà anh đi tới giờ là cũng 2 tháng rồi. Cho nên mọi chuyện trong công ty này em phải đứng ra em giải quyết. Rồi hả, em tự em đề cử em làm giám đốc luôn. Bây giờ ấy anh về rồi, em trả cái chức giám đốc lại cho anh nha. Cậu vẫn còn đang nói nhảm gì vậy? 2 tháng qua tôi vẫn ở đây mà. Em hiểu rồi, anh đợi em xíu. Anh Phước ơi, anh có thể nào vui lòng cho tôi mượn cái điện thoại của tôi không? Anh vui lòng mở cái lịch lên giùm tôi luôn đi. Anh vui lòng đem cái lịch này qua anh đưa cho anh Đông. Đó, anh coi đi. Cái ngày đó đó là cái ngày cuối cùng mà em gặp anh. Tới bây giờ là 2 tháng rồi đó anh Đông. Anh Phước, vui lòng lấy cái điện thoại lại đi. Nghiệp à, cậu đang giở trò tôi đúng không? Anh chưa về nữa hả chị? Dạ rồi, em biết rồi. Trời anh ơi, anh đi đâu vậy không biết nữa. Anh chưa về luôn hả chị? Hay bây giờ em chở chị về nhà, kiểu gì đó xíu nữa anh cũng về thôi à. Bây giờ về nhà ở yên một chỗ, chị thấy bồn chồn không có yên đâu. Thôi nếu mà em mệt á, em cứ về nghỉ đi, để chị tìm ảnh được rồi. Thôi được rồi, chị lên xe đi, em chở chị đi kiếm tiếp nha. Cảm ơn em nha. Trăng dễ mười xuân bà bao, trăng dễ mười xuân bà.